đầu bản tin sẽ là những thông tin liên quan tới quá trình chuẩn bị của đội tuyển U23 Việt Nam cho SEA Games 31. Chỉ còn 2 ngày nữa, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ kết thúc đợt tập huấn tại Hà Nội để di chuyển đến Phú Thọ. Trong những ngày gần đây, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã liên tiếp phải đón nhận những tin không vui về lực lượng. Diễn biến mới nhất trong ngày 13 tháng 4, huấn luyện viên Park Hang-seo đã đề xuất triệu tập bổ sung thêm 3 cầu thủ là Đặng Văn Tới, Lương Duy Cương và Lê Xuân Tú cho đội tuyển U23 Việt Nam. Ở chiều ngược lại, tiền đạo Võ Nguyên Hoàng đã không may gặp phải chấn thương và phải nói lời chia tay với SEA Games 31. Đặng Văn Tới đã hội quân tập luyện cùng đồng đội ngay trong ngày 13 tháng 4, còn bộ đôi Duy Cương và Xuân Tú sẽ có mặt ở buổi tập kế tiếp. Trong ngày 14 tháng 4, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có đầy đủ quân số với sự góp mặt của 3 cầu thủ trên 23 tuổi là Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tiến Linh. Đây là quãng thời gian quan trọng đối với các tuyển thủ, đặc biệt với những tân binh trong việc hòa nhập bắt nhịp cùng toàn đội, cũng như nắm bắt tốt nhất sự hướng dẫn đến từ ban huấn luyện. Sáng 13 tháng 4, đội tuyển U17 Việt Nam đã có trận đấu cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Đức bằng trận gặp U17 Mönchengladbach. Các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có trận đấu xuất sắc và giành thắng lợi 6-0 trước đội chủ nhà. Như vậy, sau 4 tuần tập huấn với 4 trận giao hữu, U17 Việt Nam đã có 2 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Trong những ngày còn lại, U17 Việt Nam sẽ có một số hoạt động tại Mönchengladbach trước khi trở về Việt Nam vào ngày 15 tháng 4. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, sáng ngày 13 tháng 4 đã diễn ra vòng 4 giai đoạn 1 giải cầu lông các cây vợt xuất sắc quốc gia năm 2022. Ở nội dung đơn nam, dù là tuyển thủ duy nhất phải xuất phát từ vòng loại, nhưng Nguyễn Hải Đăng đã cho thấy sự khác biệt khi liên tiếp giành được chiến thắng. Cây vợt Nguyễn Hải Đăng của đội Thành phố Hồ Chí Minh đã cho thấy đẳng cấp của một tuyển thủ quốc gia khi một lần nữa giành thắng lợi với tỷ số cách biệt 21-14, 21-12 trước đồng đội Phan Phúc Thịnh. Chiến thắng này giúp tay vợt sinh năm 2000 tiến gần hơn đến vòng bảng của giai đoạn 2. Còn ở các nội dung đôi, đội Công an Nhân dân hiện đang đứng đầu với kết quả ấn tượng khi thắng 5 và chỉ thua 1. Giải cầu lông các tay vợt xuất sắc quốc gia sẽ kéo dài tới ngày 17 tháng 4 tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang. Tiếp tục bản tin là những diễn biến tại trận tứ kết lượt về UEFA Champions League với cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Chelsea. Dù nắm lợi thế với việc dẫn trước đối thủ 3-1 ở lượt đi và được thi đấu trên sân nhà, nhưng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn chưa thể có được một tấm vé đi tiếp dễ dàng. Bước vào trận lượt về, đại diện xứ sương mù cũng đáp trả đội chủ nhà Real Madrid từ pha lập công của Mason Mount và chính thức quấn phăng đi mọi lợi thế của đội chủ nhà ở phút 51 sau bàn san bằng tỷ số 3 đều ở hai lượt trận của Rudiger. Sau khoảnh khắc này của Timo Werner giúp Chelsea vươn lên dẫn trước trong con đường vào bán kết. Nhưng khi tất cả đều nghĩ về tấm vé đi tiếp cho các nhà đương kim vô địch Champions League thì cũng là lúc nhà vua đích thực của Champions League thức tỉnh. Luka Modric với đường kiến tạo đẳng cấp cho Rodrigo đã đưa trận đấu về vạch xuất phát. Để rồi, khi bước vào hiệp phụ, Benzema thêm một lần hóa thân thành người hùng với bàn thắng ấn định tỷ số 2-3 ở trận lượt về và 5-4 sau hai lượt trận. Qua đó, đưa Real Madrid có lần thứ 31 trong lịch sử đi tới bán kết đấu trường danh giá nhất châu Âu Cúp câu lạc bộ. Thất bại 0-1 ở trận lượt đi thực tế không khiến Bayern Munich và những ai yêu mến họ cảm thấy quá lo lắng, bởi tại Allianz Arena, hùm xám xứ Bavaria thường chơi cực hay và thực tế Bayern Munich đã chơi hoàn toàn áp đảo trước Villarreal. Thành quả cho những nỗ lực của đội chủ nhà là bàn thắng được ghi bởi Robert Lewandowski. Mặc dù vậy, chứng đó là không đủ để thầy trò huấn luyện viên Julian Nagelsmann đi tiếp. Ở phía đối diện, Villarreal trong mỗi hiệp chỉ tung ra hai pha dứt điểm với một lần duy nhất sút bóng trúng khung thành, nhưng đó lại là tình huống Samuel Chukwueze làm tung mảnh lưới Manuel Neuer ấn định kết quả hòa cho trận lượt về. Chung cuộc, Villarreal giành chiến thắng với tổng tỷ số 2-1. Ở vòng bán kết, tàu ngầm vàng sẽ chạm trán đội thắng cho cặp đấu giữa Liverpool và Benfica.